Xin cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh Vấn đề Thế giới. Hà Nội mưa to, cảnh báo dông lốc. Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội nhiệt độ cao nhất là 29 độ, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Có mưa to và dông, các khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với nền nhiệt cao, độ ẩm thấp. Theo bản tin thời tiết mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An đang có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa có những nơi trên 70mm như Tà Học 2, Sơn La 95,6mm, Ca Dương, Hòa Bình 83,8mm, Vân Đình, Hà Nội 100,8mm, Mường Lát, Thanh Hóa 76,2mm, Hoàng Mai, Nghệ An 98mm. Dự báo ngày và đêm nay ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong khi đó, tình trạng nắng nóng vẫn sẽ tiếp diễn ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Hôm nay ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 50 đến 55 độ. Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho tới 38 độ C. Có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 45 đến 50%. Khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo ngày 5 tháng 5, nắng nóng diện rộng ở các khu vực trên có khả năng kết thúc. Trên biển, ngày và đêm ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Phần cuối của bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Còn bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại Việt Nam và thế giới. Chìm thuyền câu mực, hai ngư dân mất tích. Anh Hoàng Đức Đồng, 34 tuổi và Trương Văn Hưng, 39 tuổi, mất tích khi thuyền câu mực chìm trên vùng biển thị xã Hoàng Mai rạng sáng ngày 3 tháng 5. Thợ lặn, bộ đội, ngư dân đang mở rộng phạm vi tìm kiếm anh Đồng và anh Hưng. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, biển động, gió lớn nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai cho biết, chiều ngày 1 tháng 5, thuyền câu mực do anh Đồng làm chủ chở ngư dân Hưng và Hoàng Đức Thi, 35 tuổi, ra khơi đánh bắt hải sản trên vùng biển thị xã Hoàng Mai, cách bờ khoảng 4 hải lý. Đến 2 giờ ngày 3 tháng 5, dông lốc kèm sóng lớn đánh chìm thuyền, ba ngư dân chơi vơi rồi rơi xuống biển. Anh Thi bơi ra xa, được tàu cá đi qua cứu sống đưa vào bờ an toàn, anh Đồng và Hưng mất tích. Sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, hai ngày hôm nay, Nghệ An có mưa nhiều nơi, vùng biển sóng to gió lớn, các huyện miền núi xuất hiện lốc xoáy, mưa đá. Trường lớp tan hoang do dông lốc, hàng trăm học sinh phải nghỉ học. Sáng ngày 3 tháng 5, lãnh đạo huyện Phú Vang đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện khẩn trương phối hợp lực lượng chức năng, nhà trường, khẩn trương tổ chức khắc phục thiệt hại do dông lốc xảy ra tại trường tiểu học Phú Lương 1, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Toàn bộ dãy 6 phòng học của trường tiểu học Phú Lương 1 bị tốc toàn bộ phần mái trước. Trước đó, vào tối ngày 2 tháng 5, tại nhiều địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra mưa, dông sét, có nơi xuất hiện gió lốc như địa bàn huyện Phú Vang và thị xã Hương Thủy. Lốc lớn đã thổi bay phần mái lợp của 6 phòng học tại trường tiểu học Phú Lương 1, làm hư hỏng một phòng học khác. Hệ thống cửa sổ, cửa chính, bàn ghế bên trong các phòng học cũng bị hư hỏng do mái nhà sập xuống và đập. Trong sáng ngày 3 tháng 5, trong thời gian cơ quan chức năng tổ chức khắc phục thiệt hại, lập lại phần mái bị gió lốc thổi bay, toàn bộ 263 học sinh của trường tiểu học Phú Lương 1 phải nghỉ học. Nhà trường phối hợp lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả dông lốc. Cố gắng trong đầu giờ chiều ngày 3 tháng 5, toàn bộ học sinh nhà trường có thể quay lại lớp để học tập bình thường. Một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang cho biết. Tại thị xã Hương Thủy, dông lốc cũng làm gãy đổ nhiều cây xanh đường phố. Ngay trong đêm, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức dọn dẹp cây cối đổ ngã ra đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Mưa đá to như nắm tay ở Sơn La làm hàng trăm nhà vào cảnh màn trời chiếu đất. Ngày 3 tháng 5, ông Lò Văn Đoàn,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triềng Chăn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn đã xuất hiện dông kèm mưa đá. Trận mưa đá xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 2 tháng 5, gây thiệt hại 6 hectare hoa màu. Gần 600 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, thủng mái, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút, có những viên đá to bằng nắm tay rơi xuống làm hư hỏng mái nhà lợp bằng fibro xi măng. Rất may không có thiệt hại về người, ông Đoàn thông tin. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn đã chỉ đạo nhiều xã, thị trấn rà soát thiệt hại, hướng dẫn hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả. Trước đó, mưa dông xảy ra vào đêm 30 tháng 4, rạng sáng 1 tháng 5 đã gây thiệt hại về người và tài sản tại một số tỉnh phía Bắc. Được biết, đây là trận mưa đá thứ tư xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La trong năm nay. Lũ lụt nghiêm trọng càn quét Brazil, Mỹ. Mưa lớn gây lũ lụt đe dọa đến tính mạng ở bang Texas của Mỹ, trong khi tình trạng tương tự khiến gần 100 người thiệt mạng và mất tích ở miền nam Brazil. ABC News ngày 3 tháng 5 đưa tin, hạt Houston đang đối mặt với tình trạng lũ lụt có thể gây thiệt mạng về người trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt xảy ra tại nhiều khu vực ở bang Texas. Nhà chức trách đã phát cảnh báo về lũ lụt ở phía đông nam bang Texas và Louisiana. Cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét được ban bố khi lượng mưa tại một số khu vực ở đông nam Texas lên tới hơn 200 ml. Dự kiến mưa sẽ tiếp tục kéo dài trong ngày 3 tháng 5. Những nguy cơ do thời tiết khắc nghiệt và lũ lụt buộc thống đốc Greg Abbott tuyên bố tình trạng thảm họa tại 88 hạt ở bang Texas. Người dân ở những khu vực nguy cơ cao được khuyến cáo nắm rõ thông tin thời tiết, tuân thủ hướng dẫn và hạn chế di chuyển trong điều kiện nguy hiểm. Tại hạt Harris, nhà chức trách cũng đã tuyên bố tình trạng thảm họa và kêu gọi sơ tán bắt buộc đối với những cư dân sống gần bờ East Fork của sông San Jacinto do lũ lụt và lượng mưa lớn ở phía bắc khu vực. Những trường hợp không thể rời đi có thể sẽ bị mắc kẹt trong nhà từ 2 đến 3 ngày. Trong ngày 3 tháng 5, mực nước sông San Jacinto dự kiến sẽ cao hơn khoảng 23 mét so với mực nước biển, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 0,9 mét so với thời điểm bão Harvey năm 2017. Thông thường, mực nước sông này cao hơn mực nước biển từ khoảng 13,7 đến 16,7 mét. Văn phòng thống đốc bang Texas thông báo, lũ sông cực đoan dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các lưu vực sông ở miền Trung và Đông bang này trong cả tuần tới. Một phần nguyên nhân do các hồ chứa phải xả lượng nước kỷ lục do mưa lớn. Người dân cũng đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt. Công ty điện lực CenterPoint Energy thông báo hơn 20.000 khách hàng ở hạt Houston đã bị mất điện tính đến tối ngày 2 tháng 5. Trong khi đó, tại miền nam Brazil, mưa lũ khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và 60 người mất tích. Theo New York Times, lượng mưa đổ xuống bang Rio Grande do Sul trong 4 ngày cuối tháng 4 tương đương 70% mức cả tháng. Nước sông dâng cao ở khu vực trung tâm làm ngập lụt các thị trấn, sập cầu, tê liệt các tuyến đường và gây lở đất. Gần 10.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, cơ quan phòng vệ dân sự ở Rio Grande do Sul cho biết trong một tuyên bố. Tình hình nguy cấp buộc thống đốc Eduardo Leite phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Nhà chức trách đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận những người dân bị cô lập, trong khi các đội cứu hộ không thể đến một số khu vực do nước sông dâng cao và lũ lụt nặng nề. Các nhà khí tượng học cảnh báo lượng mưa có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới, gây khó khăn cho nỗ lực cứu hộ. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cam kết các cơ quan liên bang sẽ hỗ trợ chính quyền tiểu bang và các thành phố bị ảnh hưởng vượt qua thời điểm khó khăn. Dự báo thời tiết ngày và đêm 4 tháng 5 năm 2024, Hà Nội có mây, mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C, có nơi trên 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C.
vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ.